có những hôm mà đến 10 giờ đêm. Và hôm sau là để cho hoàn thành cái công trình trong ngày hôm đấy là các bạn làm việc đến 1 giờ đêm. Và đến 2 giờ sáng là các bạn mới bắt đầu từ đây là về nhà. Đấy, nên là chị đánh giá là các bạn thực sự là rất là nhiệt tình, rất là chăm chỉ. Chào các bạn, hôm nay hãy cùng IK đến thăm không gian sống của gia đình anh Cường và chị Dung tại Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Các bạn đi theo mình nào. Em chào anh chị, cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho cuộc gặp này ạ. Mình có thể chia sẻ lý do nào khiến anh chị là đơn vị thực hiện nội thất cho gia đình mình không ạ? Chào em. Thì qua tìm hiểu các đơn vị thi công trên mạng và người quen thì chúng tôi có tìm hiểu về IK. Chúng tôi nhận thấy là IK là một đơn vị thi công có uy tín và có kinh nghiệm lâu năm, có thế mạnh trong thi công nội thất. IK có xưởng sản xuất riêng, giá từ gốc và không qua cái trung gian. Nên chúng tôi đã quyết định lựa chọn IK là đơn vị thi công cho công trình nhà ở của chúng tôi. Trong quá trình làm việc với IK thì anh chị có cảm nhận gì về dịch vụ của công ty không ạ? Ví dụ như là về tiến độ thi công hoặc là nhân viên hỗ trợ. Trong quá trình thi công thì chúng tôi thấy các bạn nhân viên IK làm việc thật sự chăm chỉ và tích cực trong quá trình thi công. Chúng tôi nhận thấy là các bạn rất tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết của công trình nhà trọ chúng tôi. Chúng tôi thật sự hài lòng về cái tiến độ hoàn thiện của các bạn và chất lượng sản phẩm khi bàn giao là chúng tôi rất hài lòng. Cảm ơn. Và anh chị có cảm nhận gì khi nhận được sản phẩm hoàn thiện ạ? Chị cũng xin chia sẻ một chút về cái giai đoạn mà thi công cái công trình của gia đình chị. Thì chị nhận thấy là các bạn ấy thực sự là rất là chăm chỉ và nhiệt tình, làm việc thì cũng rất là chuyên nghiệp. Và có nhà chị là thi công là gần giai đoạn Tết, tức là muốn hoàn thiện sớm để trước Tết để gia đình chuyển về ở trước Tết. Thế nên là các bạn ấy rất là nhiệt tình và các bạn lên đây từ sớm mà làm việc, có những hôm là đến 10 giờ đêm. Và hôm sau là để cho hoàn thành cái công trình trong ngày hôm đấy là các bạn làm việc đến 1 giờ đêm và đến 2 giờ sáng là các bạn mới bắt đầu từ đây là về nhà. Đấy, nên là chị đánh giá là các bạn thực sự là rất là nhiệt tình, rất là chăm chỉ. Đấy, thì không phải là đội thợ nào cũng có thể chăm chỉ được như thế. Còn khi mà trong quá trình mà ở, tức là khi nhà mình nhận nhà và vào ở thì để trải nghiệm cái nội thất thì chị mới thấy là thực sự là rất là hài lòng. Và cũng cảm ơn công ty IK là đã giúp bọn chị là thi công hoàn thiện được một cái căn nhà mà cũng là cái mơ ước của hai vợ chồng nữa. Thì rất cảm ơn các em. Trong quá trình trải nghiệm cái nội thất thì mình thực sự thích nhất là cái khu vực bếp. Thì đúng là đối với những người phụ nữ thì khu vực bếp là rất là quan trọng, nó gần như là trái tim của căn nhà và khu giữ lửa cho gia đình. Đấy, cho nên là những người phụ nữ hầu hết là đều rất là quan tâm và chú trọng đến khu vực bếp. Đấy, khi trong quá trình trải nghiệm thì mình cũng thấy là rất là ưng ý ở từ cái khu vực thiết kế này đến cái sự lắp ráp thi công. Về tất cả các mối lắp là rất là im ả và khi mở ra là không có cái tiếng kêu cót két, hay là về bề mặt thì rất là bóng này, mịn này, và kể cả khi có cái sự va đập vừa phải vào thì nó cũng không có bị xây sát hay gì cả. Đấy, thực sự rất là ưng ý về cái giá nâng hạ này, hay là khu vực bếp nấu và khu vực vòi rửa, hay là chỗ để xong nồi và cái bàn đảo, thì thực sự là khu vực nào cũng rất là thuận tiện cho cái việc mình rửa bát này, hay mình nấu cơm, hay mình lấy đồ và để đồ ấy. Và đặc biệt là có rất nhiều cái ngăn để đồ và thiết kế cũng khoa học, nên là chị cũng rất là ưng ý. Đấy, thì trong quá trình trải nghiệm thì mới thấy là cảm ơn các bạn đã thi công cái nội thất rất là ưng ý cho gia đình mình. Tôi thật sự rất yêu thích không gian phòng khách của gia đình chúng tôi. Qua quá trình thời gian sinh sống và sử dụng các sản phẩm thiết kế thì tôi cảm thấy là đây là những sản phẩm thật sự là thích, có những cái thiết kế và đường nét thật sự là rất tinh tế và chi tiết, mặt phẳng rồi các cái đường sơn bóng mịn thật sự là đem lại sự thoải mái và hài lòng rất là cao. Hôm nay tôi Mí ngồi đây để chúc mừng anh chị lên nhà mới và cũng là chúc anh chị có thể có cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc ạ. Cảm ơn em, cảm ơn công ty IK. Cảm ơn em, cảm ơn IK.